Số lượng lợn nhập lậu đang chiếm khoảng 30% sản lượng chăn nuôi trong nước bán ra mỗi ngày. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị chính phủ có giải pháp bảo vệ người chăn nuôi trong nước. Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện 694 về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép lợn qua biên giới vào Việt Nam. Tuy nhiên, sau công điện này, tình trạng lợn nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, đồng thời làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, do đang vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng nên tình trạng lợn nhập lậu tiếp tục tăng đột biến. Trung bình mỗi đêm có khoảng 6.000 đến 7.000 con lợn từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam thông qua một số cửa khẩu ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và biên giới Tây Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay, cả nước có 3.013 mã số doanh nghiệp xuất khẩu vào Trung Quốc được cấp, tương đương gần 3.000 cơ sở chế biến nông sản thực phẩm. Sau 2 năm triển khai quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu, quy định 248 và quy định các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, quy định 249 của Trung Quốc, các doanh nghiệp của Việt Nam đều quan tâm đến việc đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm sang thị trường này. Trong số hơn 3.000 mã số doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, đã có 1.443 mã số do doanh nghiệp tự đăng ký. Các nhóm ngành hàng nông sản thực phẩm được đăng ký nhiều nhất là các sản phẩm thủy sản và sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Trong những ngày giáp Tết, nông dân các vùng chuyên canh sầu riêng tại tỉnh Tiền Giang phấn khởi bởi giá sầu riêng đang tăng mạnh, mang lại nguồn thu nhập cao. Sầu riêng có giá nhờ đầu ra thuận lợi và là một trong những loại trái cây đặc sản có giá trị kinh tế cao, là nguồn nông sản xuất khẩu quan trọng của địa phương. Hiện nay, thương lái đang thu mua sầu riêng tại vườn với giá từ 130.000 đến 135.000 đồng một kg tùy loại, cả gấp đôi cùng kỳ năm trước. Với năng suất đạt từ 20 đến 25 tấn một hecta bình quân, mỗi hecta thu hoạch đúng thời điểm hiện nay cho nông dân nguồn thu kỷ lục từ 2,6 tỷ đồng trở lên. Thời điểm giáp Tết, nông dân vùng chuyên canh đang thu hoạch vụ nghịch trong năm. Vụ sầu riêng nghịch thường có giá cao, mang lại lợi nhuận lớn cho người dân. Tỉnh Tiền Giang hiện có 72 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích trên 2.600 ha và 66 mã số cơ sở đóng gói được cấp xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Cục Hàng không đề nghị các địa phương bổ sung xe buýt hoạt động vào ban đêm đến các cảng hàng không. Dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm nay, dự kiến số lượng khách bay đêm sẽ tăng cao đột biến. Báo cáo của các hãng bay cho thấy, nhu cầu khai thác các chuyến bay đêm phục vụ người dân về quê ăn Tết thông qua các cảng hàng không khá cao. Nhu cầu khai thác đêm trong giai đoạn Tết trong khung giờ từ 21 giờ đến 5 giờ 59 phút dự kiến đạt hơn 1.800 chuyến bay, chiếm tỷ trọng khoảng 8% so với tổng số chuyến bay nội địa khai thác toàn mạng. Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không, cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không rà soát lại toàn bộ quy trình, xây dựng phương án phục vụ. Vàng miếng đã có tuần thứ hai giảm giá chỉ trong 3 tuần đầu năm mới. Giá vàng thế giới ở mức 2.029,6 đô la Mỹ một ounce, giảm 20 đô la Mỹ so với cuối tuần trước. Quy đổi theo giá đô la Mỹ tại ngân hàng Vietcombank, vàng thế giới tương đương 60,5 triệu đồng một lượng. Hiện giá vàng thế giới đang thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước là 16,2 triệu đồng. Trong khi giá vàng miếng giảm, thì giá vàng nhẫn 4 số 9 của SJC tăng ngược vàng miếng cùng thương hiệu. Tổng cộng sau một tuần, vàng nhẫn tăng 250.000 đồng ở chiều mua lên 62,65 triệu đồng và tăng 350.000 đồng ở chiều bán ra lên 63,85 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với mức cao nhất của giá vàng SJC là trên 64,1 triệu đồng, thì vàng nhẫn đã giảm gần 500.000 đồng. Như vậy, cộng với chênh lệch giữa giá mua và bán, người mua vàng nhẫn trên 64 triệu đồng đã lỗ gần 2 triệu đồng chỉ sau vài ngày. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 300.000 đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng một lượng, dù thị trường giao dịch khá thấp. Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay trên thị trường. Nhóm các ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV đang áp dụng mức lãi suất cho vay mua nhà trong năm đầu từ 6,5 đến 8,5% một năm. Hiện BIDV đang áp dụng lãi suất cho vay từ 6,5% một năm, Vietcombank từ 6,7% một năm, Agribank từ 7% một năm và Vietinbank từ 6,4% một năm. Đối với nhóm ngân hàng cổ phần tư nhân, cuộc đua lãi suất cho vay còn mạnh mẽ hơn. Sau khi công bố mức lãi suất cho vay 5,5% một năm trong 3 tháng đầu, 7,5% một năm cố định trong 6 tháng, thì chỉ 2 tuần sau, BVBank điều chỉnh giảm từ 0,5 đến 1% một năm lãi vay xuống còn 5% một năm và 6,5% một năm. VPBank cho vay 5,9% một năm, thời điểm cho vay 25 năm. ACB áp dụng lãi vay mua nhà khoảng 7 đến 8% một năm hoặc cố định 9% một năm trong 2 năm đầu tiên. So với cách đây một năm, mặt bằng lãi suất cho vay hoàn toàn trái ngược. Các ngân hàng liên tục giảm lãi cho vay và tìm kiếm khách hàng để giải ngân. Mức lãi suất cho vay ưu đãi hiện nay giảm còn một nửa.
Trong tuần, khối ngoại đã mua ròng 516 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 11 năm 2022. Danh sách cổ phiếu mua ròng chủ yếu tập trung vào nhóm ngân hàng và thép. Khối ngoại mua ròng tới 516 tỷ đồng trong một phiên, mức mua ròng lớn nhất kể từ đầu tháng 11 năm ngoái. Trong đó, cổ phiếu PC1 của tập đoàn PC1 dẫn đầu giá trị mua ròng với 137 tỷ đồng. Cổ phiếu PC1 cũng ghi nhận 13 lệnh giao dịch thỏa thuận với giá trị gần 1.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khối ngoại cũng mua ròng mạnh cổ phiếu CTG 66 tỷ đồng, STB 64 tỷ đồng, VCG 61 tỷ đồng và BSR 56 tỷ đồng. Trong năm 2023, các đơn vị kinh doanh, dịch vụ, môi giới bất động sản bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, có gần 80% phải rời bỏ thị trường để tìm kiếm cơ hội khác. Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định, theo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, các công ty môi giới bất động sản sau này sẽ phải ràng buộc vào các sàn giao dịch. Do đó, việc môi giới bán các bất động sản trái luật cũng đồng nghĩa với việc các chủ sàn giao dịch phải chịu ràng buộc về mặt pháp lý. Để nắm bắt cơ hội khi thị trường hồi phục, trong năm 2024, các chủ đầu tư nên cơ cấu lại các nguồn vốn, chất lượng sản phẩm, từ đó tạo ra niềm tin cho khách hàng, đặc biệt là mặt pháp lý của các dự án. Nếu giải quyết được những vấn đề này, cơ hội cho các chủ đầu tư, các sàn môi giới trong năm 2024 sẽ lớn hơn khi thị trường hồi phục mạnh, đặc biệt là thị trường ở những thành phố lớn và những khu vực đang phát triển. Nhiều chuyên gia cho rằng, để cấu thành lên giá của một bất động sản phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Khi khung giá đất bám sát thị trường thì các dự án được đấu giá, đấu thầu sẽ tiệm cận giá của thị trường hiện tại và thị trường bất động sản có cơ hội cải thiện nguồn cung. Luật đất đai sửa đổi được thông qua sẽ tạo động lực lớn cho thị trường bất động sản bên cạnh luật kinh doanh bất động sản và luật nhà ở sửa đổi. Nguồn cung trên thị trường sẽ dần được cải thiện. Đồng thời, hoạt động đầu tư hạ tầng đang được đẩy mạnh cùng triển vọng phát triển kinh tế mạnh mẽ sẽ làm gia tăng nhu cầu về bất động sản trên mọi phân khúc. Nguồn cung cải thiện trong đó các phân khúc chung cư, nhà ở nhiều hơn có thể sẽ giúp giảm giá nhà, tạo điều kiện an cư cho người có thu nhập thấp. Các chuyên gia cũng cho biết, bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá tài sản, tăng giá trị thực tế và giảm tình trạng đầu cơ, sốt đất. Bên cạnh đó, quá trình thẩm định cẩn thận hơn sẽ tạo ra thị trường bất động sản minh bạch và lành mạnh. Thông tin vừa rồi cũng khép lại nhịp sống kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.